Canxi là một cái khoáng chất rất là cần đối với sự phát triển của các em bé. Mai và chồng của mình quan sát rất là kỹ cái bảng chiều cao tiêu chuẩn theo Tổ chức Y tế Thế giới. Canxi kèm theo vitamin D mà thiếu thì cái dấu hiệu ban đầu là trẻ hay lắc đầu này, rồi da mối trộn và các cháu khó ngủ về đêm. Cũng có niềm tin là với cả cái bữa ăn của cả gia đình như vậy thì con cũng một phần nào đủ chất dinh dưỡng. Để đủ canxi thì chúng ta vẫn phải nhắm đến cái thực phẩm quan trọng, đó là sữa và các chế phẩm của sữa. Làm sao để bổ sung canxi cho trẻ khoa học đúng cách? Câu trả lời sẽ có trong Talk Show Khỏe để sống vui, phát sóng vào lúc 18:30 Chủ nhật ngày 23 tháng 10 trên kênh Style TV VTV Cup 12.